cả các bạn nha. Lâu quá rồi mình mới review lại những cái video mua hàng, thì cũng gần Tết rồi, còn khoảng chừng tháng nữa các bạn ha. Thì tranh thủ lấy những cái mặt hàng mình đang thiếu, đang cần, cũng như là chia sẻ với các anh em đồng nghiệp mình những cái món quà đang dịp Tết các bạn ha. À quên, cho các bạn xem địa chỉ. Mấy cái địa chỉ nào mình mua mà cảm thấy nó uy tín thì các bạn cứ dựa theo cái địa chỉ đó các bạn mua những món hàng mình mua ha. Ở đây là cái dây đo của cái đồng hồ đo là Joji ZT-X4. Cái đồng hồ này thì nó đo auto, chế độ auto thì nó không có được chuẩn bằng cái đồng hồ giống như cái đồng hồ xanh hoa của Nhật các bạn nha. Thì mình mua dây zin, nó có hai dạng dây, một là dây zin, hai là dây thường, nó cách nhau có chừng 7-8 ngàn thôi các bạn, đừng có tiếc tiền. Chúng ta mua dây zin đi cho nó chắc nha, đừng có tiếc tiền mua mất công phí tiền nữa. Đây rồi, ok, bây giờ mình sẽ khui hàng. Hiện tại mình cũng chưa có đo được tại cái pin nó hết rồi. Cái đồng hồ này mình nói thiệt luôn là nó hơi hao pin các bạn nha, nó hơi hao pin và nó đo được cái nhiệt độ. Các bạn nếu mà mua thì chúng ta cần về nhiệt độ và những cái mức đo bình thường thông dụng, đo von, đo ôm này kia bình thường thì chúng ta nên xài cái này. Còn bình thường nếu mà để đo chuẩn xác trong cái thiết kế mạch máy tính, đo nguồn laptop, nguồn máy bàn này kia để chi tiết á, thì các bạn nên dùng cái đồng hồ hiệu của Nhật, hiệu Sanwa ha. Wow, đúng là chất lượng các bạn nha. 1000V mát luôn nè, 20A luôn. Cái này nó bự hơn, nó chất lượng hơn cái gốc của mình mua trong cái đồng hồ này các bạn nha. Rất là nhọn luôn, cái đầu rất là nhọn luôn các bạn nha, quá im. Cái đầu này đo rất là đã các bạn ha. Mình không ngờ là cái chất lượng nó cái đầu nó chênh lệch có mấy ngàn thôi mà nó rất là ok các bạn nha. Cầm thôi là đã biết là cái hàng này nó là cái hàng, nói là hàng zin rồi. Cái tay, cái đồ cầm cũng như là cái chất liệu của nó các bạn ha. Dây này kia là mình thấy nó ok hơn cái zin của cái đồng hồ này mình mua nè. Cái dây zin của nó không bằng cái dây này mình mua luôn á. Ok, là cái gì, dây này là mình đạt cái tiêu chuẩn đó với mình rồi, quá ok rồi. Cái này là sao đây ta, mở nắp hay là sao? Ô, mở cái nắp này các bạn nha, mở cái nắp gài này nè. Mấy cái này mình giữ lại khi cần, cái mình đậy nắp cũng cho nó ok các bạn ha. Thì nó có hai cái thang. Wow, vừa luôn các bạn nha. Nó hơi, hơi nó hơi cao, nó hơi gu hơn so với cái dây gốc, nhưng mà nó ok, gắn vừa là ok rồi. Ok, xài cái dây này là không tiếc tiền các bạn nha, rất là ok các bạn nha. Cái đầu nhọn này chúng ta đo rất là êm nè. Còn đo thực tế như thế nào thì mình sẽ chia sẻ bên dưới sau, nhưng mà thực chất á, là cái dây chất lượng như thế này là mình thấy ok rồi. Chất liệu cũng như là cái sợi dây đó mình thấy nó ok rồi. Dây dài tầm khoảng 1 mét các bạn nha, cái chiều dài của dây khoảng 1 mét rồi. Ok, qua cái này thì mình nói chung là mình mua hàng mình hay lựa những cái sản phẩm khác trong cái shop á, để ví dụ mà mua ít đó thì dưới khoảng chừng 50 ngàn mình sẽ mua kèm những cái món khác. Cái này là cái loại silicon, mà cái dạng này không phải là dạng tốt, dạng dẻo các bạn nha. Nó có một cái dạng dẻo mà nó trong nữa, cái mũ nó trong hơn cái mũ này. Còn cái mũ này mình không biết như thế nào, nói chung mình cũng xài thử đi mới biết được. Mà có vẻ nhìn nó không có bị khô cứng, có những cái loại dởm á, các bạn bẻ nó rất là cứng, nó không có độ dẻo như cái này. Cái này nó cũng có nhiều loại chứ không phải là một loại duy nhất các bạn ha. Có một loại cái mũ nó trong nữa, các bạn nhìn thấy nó trong suốt à. Mà cái mũ này cũng hơi ok nè, tại mình thấy nó có độ dẻo nè. Mũ này xài được các bạn nha. Rồi, còn mấy cái ống len co nhiệt. Ống len này các bạn khò, lấy máy khò hoặc là lấy cái bật lửa mình hơi cho nó co lại rút lại ha. Thường mình hay hàng á, mấy cái mối hàng này kia mình
muốn cho nó ok, nó an toàn, nó không bị hở đó, thì mình sẽ lấy cái này nó mình chùm vô cái đầu dây để mình co nó lại cho nó giữ lại cái mấy hàng cho nó nhìn nó đẹp đó bạn ha, không có bị hở mạch nên để nó ảnh hưởng tới cái người sử dụng cũng như tính mạng của chúng ta khi mà điện nó chạm chập này kia. Thì cái việc này thì thấy nó không có được thỏa mãn một phần của mình nè. Nếu mà lần sau các bạn mua nên nên mua cái một loại ví dụ mấy ly, 5 6 ly gì đó, các bạn nên chọn cái loại cụ thể đi. Còn đưa như thế này mình thấy nó chưa có theo ý muốn của mình được nè, tại quá to, mấy cái này biết nào dùng mua thôi để dành thôi, nào cần cái gì quan trọng hoặc là có đụng tới việc gì mới cần, bảo đảm năm 1 năm 3 năm cũng chưa xài hết hai hai cái mét này nữa, bự như thế này nè. Thường mình xài cái loại nhỏ 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 hơn cái này, nhỏ bằng cái này hoặc là nhỏ hơn nữa các bạn nha. Đấy thì, rồi à, mình chia sẻ với các bạn thêm xíu về cái mấy cái vít này, mấy cái vít này mình mua ở trong chợ bên Long Xuyên á, trong chợ Long Xuyên các bạn ha, nó gần cái đình đó, cái đường đường gì quên mất bà nè, mình sẽ chia sẻ cái bản đồ bên dưới các bạn nha, bên dưới video mô tả các bạn xem giùm nha. Thì cái vít này nó ok, cái là cái đầu nó rất là nhỏ các bạn nha, cái đầu á, cái đầu này cũng quan trọng lắm, các bạn mà mua vít á các bạn để ý ha, cái đầu nó nhỏ để làm gì, để chúng ta mở được loại vít nhỏ, loại ốc nhỏ cực nhỏ và mở được cái loại ốc ốc thường luôn, có nghĩa là thường cái đầu T0 á, T0 T0 T1 gì các bạn, hoặc là T00 gì đó, các bạn cứ cứ tham khảo thêm ha, mấy cái đầu vít nhỏ nhỏ cái này nè, đấy mình quay cho các bạn dễ thấy, đấy nhỏ như thế này, các bạn sẽ mở được hai loại vít, nhất là mấy cái vít, nhất là mấy con ốc trong quạt tản nhiệt của laptop á, nó rất là nhỏ các bạn nha, rất là nhỏ. Cái hiệu này là hiệu Rodman, đây hiệu Rodman các bạn ha, hiệu Rodman 4 x 100 ml nè. Hiệu Rodman này là cũng ok rồi, cũng có một chút uy tín. Thì so với cái hiệu trước mình xài, mình sẽ chia sẻ ảnh của cái hiệu trước, cái link ảnh cũng như là cái hiệu mẫu trước mình xài các bạn nha. Cái mẫu trước mình cũng mua một cây giống như vậy nè, mà nó cũng ok lắm, xài nhìn nó cũng cũng chắc, nhìn nó cũng chắc lắm các bạn nha. Nói chung là mấy cái hàng này mình chia sẻ với anh em kỹ thuật, mấy anh em mình quen biết để có dùng. Đây là cái cây kinh điển, cái cây vít kinh điển luôn các bạn nha. Ở thầy mình xài mấy cái vít này nè, đúng cái mẫu này luôn, mà không biết hiệu thì giống hay không không biết, mà cái mẫu là y chang luôn các bạn ha. Mình mua mấy cái này trong cái chợ nó bán hàng tồn á, dù hơi cũ xíu nhưng mà nó cũng còn chất lượng các bạn nha. Nhất là cái đầu vít thì nó cái ly nó rất là nhỏ và nó mở được những cái loại ốc, chia sẻ với các bạn luôn, chúng ta mở ốc á, khi mà những con ốc mà nó khó dặn quá, khó khó mở quá, những cái con ốc mà khó mở có nghĩa là những cái gặp mấy con ốc mà gọi là cứng đầu á, các bạn đừng mở ngược, có nghĩa là đừng có mở con ốc xoay ngược chiều kim đồng hồ, mà các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ nhẹ một cái, dùng hết lực xoay siết vô nhẹ một cái, xoay nhẹ thôi, đừng có siết mạnh quá, rồi chúng ta chở ngược ra liền ha, có nghĩa là vừa xoay vô chúng ta chở ngược ra vậy các bạn ha. Vậy là ok, là chúng ta sẽ dễ dàng mở được những cái con ốc mà lâu ngày nó bám chặt vô cái thiết bị của chúng ta. Đây là có hai kiểu, nó là loại dài và loại ngắn, cái này không biết là 35 40 gì không biết. Thì mình mua hờ để ăn cây mình xài, còn lại mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em mình dùng. Nói chung là cái làm ở tiệm laptop mình đã làm cho thầy á, là mình thấy cái vít này rất là lợi hại, cái cây dài kiểu như thế này nè rất là lợi hại, mở những cái con ốc cứng đầu các bạn nha. Thì cách mở mình đã chia sẻ rồi, thì cũng mong là cái video này sẽ giúp các bạn thêm một cái chút gì đó kinh nghiệm để chúng ta có cái ứng dụng linh hoạt trong cái việc sửa chữa cũng như cái trang bị kỹ thuật của chúng ta đầy đủ hơn. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.